Dạ thưa TV xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bà con hãy vào xem chương trình vui lòng cho đời thường TV xin một được like. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất trên kênh đời thường TV thưa quý vị. Thưa quý bà con thì chắc là hôm nay đầu cái buổi trò chuyện hôm nay thì có một chị ở bên Mỹ. Chị cũng muốn là chia sẻ trước với chúng ta một trong những câu chuyện liên quan đến là cái băng nhóm mà những ngày vừa qua chân dứt trên sông. Thì tôi mời bà con là cái chị này chia sẻ trước nha, ưu tiên chị này vì chị này cũng tranh thủ một khoảng thời gian để mà chia sẻ trước rồi chị cái như là đi làm những quý vị. Dạ alo chị. Hello. Dạ. Em đang chia sẻ về câu chuyện của Úc Hà Long Xuyên với là chuyện chim sau đó chị. Em cũng mời chị chia sẻ những cái ý kiến của chị trong vấn đề này. Dạ, nghe rõ không anh ạ? Dạ, đang nghe rõ. Dạ, trước em xin mến chào anh Đời Thường cùng tất cả khán giả của Đời Thường ha. Trong và ngoài nước. Chúc mọi người thật dồi dào sức khỏe. Dạ, từ hôm tới giờ thì nói chung em coi về chương trình của anh rất là nhiều. Và thật sự là rất là bức xúc cho nên bữa nay chờ em xin chút thời gian ha. Em muốn nói người đầu tiên em muốn nói đó là Úc Hà, ok. Em đây kêu là Hà Mã chứ không phải Úc Hà ha. Úc Hà ơi, sống ở trên đời có một chút cái tâm ha, bởi vì lòng dạ quá ác độc, ok. Thứ nhất là con người ta, tại sao mình muốn chiếm đó là làm của riêng? Nếu tôi là mẹ của chim sâu thì cái ngày mà tôi xuống nhà đó, Úc Hà không có tư cách ngồi đối diện với tôi để mà nói chuyện đâu. Cô bán quá hiền. Úc Hà lấy cái tư cách gì để ngồi đó để giành con với tôi, để nói tôi thế này thế kia? Bởi vì cô không là cái gì cả, giống như cô bán nói, cô chỉ là một cỏ cùng rác thôi. Một con người sống gì không có tâm. Vậy mà tại sao còn nói là mình đi chùa, mình làm phước. Làm phước cái gì? Tình mẫu tử. Mẹ con người ta đã về với nhau rồi. Thì mình buông tha đi. Sống quá ác độc đi. Còn thứ nhất và thứ hai là tôi muốn hỏi là ủa tại sao mà gia đình của thằng Long và bé Phụng nó sống chung với nhau, nó ở trong cái nhà đó, mà tại sao Úc Hà phải coi camera mỗi ngày nhìn để làm gì? Xin lỗi mình nói một câu nó hơi khó nghe. Ủa không lẽ mở camera lên coi lúc nào thằng Long nó thay đồ để nhìn cái cho đỡ ghiền hay sao? Bởi vì chọc bỏ rồi hả? Nghĩ sao nhà người ta ở mà mình mở camera mình thăm chừng khi nào nó lột đồ để coi hả? Để làm gì? Tại vì nói thật, vợ chồng ở trong nhà dù bây giờ nó khùng hay nó không khùng, nó cũng cần cái chuyện đó. Còn bây giờ một người tỉnh thì cũng vậy. Trong nhà thì nhiều khi vợ chồng nó cũng có những chuyện đó. Mà tại sao mình mở camera coi trên gia đình cuộc sống của người ta? Để rình hả? Để rình hả? Hay là để giống như là không cho thằng Long, lúc nào cho thằng Long nó ở với bé Phụng thì mới được thôi hả? Có thấy lạ không? Sống ở trên đời có tâm một chút, ok, dùng cái câu là cái nhà cho bé, cho chim sâu, nhưng mà thật sự có phải cho chim sâu không? Tại vì bữa hôm đó có người xuống thăm nhà chim sâu thì nó lại nói là xuống đây ở chơi thì được nhưng ở lại không được. Ủa, nhà của người ta ở, người ta muốn ai ghé thăm đó là quyền của người ta. Mày lấy cái tư cách gì mà mày, cái tư cách gì mà cấm đoán? Mẹ nuôi cái gì? Rõ ràng nó đang ganh tị, nó đang ghen tức. Nó rất là muốn thằng Long, mọi người có thể nhìn ra được. Nên mình chỉ mong sao cô bán mau quay về đất liền với sự trợ giúp của anh Đời Thường cũng như tất cả các anh em để làm rõ vụ này, để đưa Úc Hà ra ánh sáng. Không thể nào mà để nó tiếp tục lợi dụng vào cái hình thức của một người bệnh hoạn
Chị bán thì hiện bây giờ chị cũng đang ở đất liền đó chị, nhưng mà chị đang ở trong bệnh viện với là đứa con trai của chị. Dạ, Dạ, đó chị là đi điểm thứ bán nhất. không có ra đảo. Dạ, điểm thứ nhất và điểm thứ hai, thằng Long, nó là một thằng sức dài, dai rộng, tham ăn, biếng làm. Nghĩ sao, cái tướng này bự như con voi vậy đó, mà không đi làm. Và bây giờ là có công việc, tưởng công việc gì, sáng chở đứa nhỏ đi làm, chiều đi học, chiều trở về, một ngày 60.000. Còn tệ hơn chim sâu đi bán vé số hồi xưa nè. Nhưng mà không sao, nhưng mà Úc Hà sẵn sàng nuôi, bởi vì Úc Hà mê thằng Long, mọi người có thể nhìn ra được, Dạ, chính xác. cho nên sẵn sàng đứng ra để nuôi thằng Long. Nhưng mà cái tiền nuôi nó từ đâu ra? Từ Mạnh Thường Quân chứ không phải từ Úc Hà, không phải từ đồng tiền của nó bỏ ra. Nó đang lợi dụng lòng thương của Mạnh Thường Quân để mà nó kiếm ăn. Còn cái thằng anh á, thằng Hiếu á, xin lỗi nói một câu rồi, như câu này anh thì thường có nói câu rồi, mày nói mày là giang hồ á, tao nghĩ mày giang hán thì phải tốt hơn á đó. Đó, thật sự cái mặt của mày không giống giang hồ chút nào hết á, lưu manh không ra lưu manh, mà giang hồ nó không ra giang hồ. Tướng mày chỉ có giang hán là tốt thôi, chứ không làm gì được hết á. Sống lợi dụng giàu, nói mà cái câu nó hơi nặng, bám váy đàn bà thôi, chứ không có làm ăn được gì hết á. Bây giờ là bác những cái bọn này nó chỉ biết bám vô cái hình thể của một người bệnh để nó kiếm ăn. Cho nên mình rất là mong muốn mọi người hãy cùng tay nhau đưa việc này ra ánh sáng. Không thể nào để một người mọi một, bao nhiêu người như vậy lợi dụng được thân xác của một người bệnh hoạn như vậy. Mọi người nhìn kỹ coi, mình có coi livestream mấy bữa trước, bé Phụng nhìn nó đâu có tỉnh táo đâu, càng ngày nhìn thấy nó càng bệnh nhiều hơn, bởi vì nó ngồi đó nó nghe sự điều khiển của những người này thôi, chứ nó không biết cái gì hết á. Nhìn kỹ đi, nó không biết cái gì hết. Cho nên á, mình mong rằng mọi người hãy cố gắng cùng nhau chung tay đưa việc này ra ánh sáng. Cho nên những gì mà anh Đời Thường lên nói, mình rất là ủng hộ. Mình ủng hộ cả hai chân lẫn hai tay, nói thật là như vậy. Úc Hà, mày đừng nghĩ một tay mày che trời được. Người Việt Nam mình hình như có một câu, giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Câu đó em nói đúng có đúng không anh Thường? Dạ, chính xác chị. Có giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một tay mày không thể che trời được, mày làm trời thấy đó, một ngày nào đó mày sẽ bị nghiệp quật đó. Còn nói vấn đề mày gãy xương sống hả, tao thấy mày đâu có gãy xương sống. Mày qua nhà Long, mày nằm ngửa, mày dạng háng dạng chân ra tỉnh bơ rồi, mày đi mày ngồi mày đứng mày chạy mày nhảy như như con ngựa trời vậy. Gãy xương sống chỗ nào? Bớt ác độc lại đi, lo đi làm đi ăn, đừng kiếm sống vào cái người bệnh hoạn nữa. Xin mọi người hãy ủng hộ, cùng nhau chung tay đưa việc này ra ánh sáng. Mình cần thêm những người giống như anh Đời Thường để giúp cho chim sâu nó trở về lại với mẹ nó, không thể nào tiếp tục theo cái bọn ác độc này nữa. Không thể nào. Một thằng, còn cái thằng Long, một thằng không làm không ăn gì hết mà vẫn có tiền gửi về cho mẹ, nó ăn chơi. Bây giờ nhìn cái mặt nó rất là hống hách, bởi vì tiền nó xài quá dư dả, không làm mà có ăn, mà còn ăn một cách dư dả nữa. Cho nên bây giờ nó ra đường mặt mày nó rất là hống hách, ngồi tới đâu là cũng thổi thuốc, và đồng thời mặt rất là nghênh ngáo. Mà nhắc tới chuyện đi làm là để từ từ tính coi sao. Bữa hổm giống như chim sâu hỏi nó sao không đi làm đi, nó để từ từ để tính nè, từ từ để coi mày từ từ tới bao giờ nữa. Đúng là một thằng vô dụng, đúng là một thằng vô dụng, nói thật.
còn cô bán hãy cố gắng cứng rắn, mọi người luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Cô đừng lùi chân, mọi người lúc nào cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ cô cả. Thì đó là những lời mà bữa nay em rất là muốn nói như vậy. Yeah. Mình, dạ, yeah, tại vì thấy cái chuyện này quá là bức xúc đi. Tại vì một người gì mà sống không có một cái chút tâm gì hết vậy, nó nghĩ nó có thể che trời được. Sống không có một cái lương tâm gì hết. Mình bớt lên đó để mà xạo đi. Bớt lên trên livestream để mà ngồi xạo láo nữa đi Bụt Hà ơi. Đúng là một cái con quỷ đội lốt người chứ không phải là con người. Sống không có một chút lương tâm nào hết. Qua nhà người ta thì nằm ngửa nằm nghiêng chẳng ở trên cái ghế nằm chẳng háng háng ra vậy. Trời ơi, giống như nằm gọi là gì cơ? Phơi hàng á. Yeah. Người Việt mình hình như kêu là phơi hàng á, đúng rồi. Mất nết, mất na. Đúng là một con người không ra gì hết. Đó. Thì đó, em nói như vậy. Em chỉ có ít lời như vậy. Yeah. Luôn luôn ủng hộ kênh Anh Đại Thường. Chị cũng là một người ở nước ngoài, thế thông qua vấn đề này thì chị có lời nào để gửi đến tất cả các bà con mạnh thường quân mà hiện bây giờ đang ủng hộ chủ Hà không? Dạ. Ok. Và tiếp theo đây thì mình cũng và mình muốn nói là đúng, mình làm thiện, mình giúp người, cái đó là cái chuyện tốt. Nhưng đồng tiền ở bên, dù bất cứ mình ở nơi nào, cái đồng tiền làm ra nó khổ, nó rất là khó. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được đồng tiền vô, chứ không có dễ. Cho nên khi mình chỉ nói với Mạnh Thường Quân là khi mà mình giúp người, mình coi mình có giúp đúng nơi hay không. Đừng tiếp tay cho những kẻ gian đó nữa, chỉ chẳng qua là cho nuôi cho nó mặt thay thôi, chứ không có được cái phước cái phần gì hết á. Mình có tiếp tục cho nó là chẳng qua mình gây thêm cái nghiệp thôi, chứ mình không có tạo được cái phước gì hết á. Ngoài đời kia còn bao nhiêu người bệnh tật khổ sở, nằm đất, nằm bệnh, không có tới một đồng mua thuốc, không có một miếng cơm để ăn, bao nhiêu mảnh đời còn đau khổ hơn nhiều lắm kìa. Con tuổi này á, nó đầy đủ quá rồi, giờ nó đâm nó ăn chơi hút sách karaoke, nó không thiếu thứ gì hết, nó không cần cái sự giúp đỡ đó nữa của Mạnh Thường Quân nữa. Xin Mạnh Thường Quân hãy suy nghĩ kỹ, đồng tiền của mình làm đổ mồ hôi sôi nước mắt không phải dễ đâu. Dù ở Mỹ cũng vậy, ở nước ngoài này cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, bất cứ nơi đâu làm rất là khổ. Ở nước ngoài đi làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mới về tới nhà. Có khi phải làm 2-3 công việc nữa. Mình là một người phụ nữ đây, mình phải làm một ngày từ 12 tới 14 tiếng. Thì nghĩ coi cái thời gian ở nhà mình có được bao nhiêu. Có khi đi về tới nhà là 12 giờ, 1 giờ đêm. Lây quay, đi là ngủ sáng sớm mờ sáng, 6, 7 giờ sáng là phải nhảy đi làm tiếp. Không có cái thời gian đâu. Cho nên đồng tiền mình bỏ ra nó phải đáng. Đừng gì giúp người mà giúp những cái kẻ không ra gì như vậy. Mình không có tạo được cái phước gì đâu. Xin Mạnh Thường Quân suy nghĩ kỹ. Đừng gửi về bất cứ một đồng nào cho Út Hà hoặc Long Tứ đâu nữa. Tụi nó đã không thiếu. Nó ăn chơi phè phẩn. Karaoke thì có 2-3 thùng. Mà nhà của nhà nó có kim cương nhiều không sao, phải gắn camera. Camera để cho Út Hà nó quản thúc tụi này thôi. Mọi người suy nghĩ kỹ lại. Đó là những gì em muốn nói. Dạ. Yeah. Dạ. Chị còn lời nào ý kiến nữa không ạ? Qua cái lời của chị ý kiến thì chị có gửi đến mẹ của Long Tứ hiện bây giờ hay không? Với mẹ của Long Tứ đó thì nói chung mình cũng không phải là muốn nói tặng gì cô. Nhưng mà cô ơi, chỉ có một câu là cô ơi, cô
mong muốn đi. Hứa ra là mong được cái này, muốn được cái kia. Cô bớt mong đi. Còn tôi không, con không biết là cô có cảm thấy hơi, hơi, nếu mà nói cái từ này nó hơi nặng, hơi nhục chút hay không. Ngồi ở nhà chờ đồng tiền của con mình gửi về. Trong khi đó bao nhiêu người lên tiếng là con mình sống vào một cái người bệnh, kiếm ăn từ người bệnh. Nhưng mà cô vẫn xè tay lấy tiền. Không biết như vậy. Cô và chú cảm thấy như thế nào? Ăn cái đồng tiền nó có trơn tru không cô? Ăn đồng tiền nó có trơn tru không? Nuốt nó có trôi không? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Khuyên thằng con mình quay đầu lại đi. Đừng sống như cây chùm gửi kiểu đó nữa. Đúng là một cái gia đình không ra gì cả. Dạ. Yeah. Chị tiếp okay. Đi ạ. À? Chị còn ý kiến nào nữa thì chị tiếp tục đi. Dạ không, em chỉ muốn nói vậy thôi, thì giống như một ít lời gửi lại thôi. Thì dạ, tại vì nói chung là coi cái về mấy người này em thấy quá bức xúc, thì mà em chỉ mong cái ngày mà đưa họ ra ánh sáng thôi. Em nói thật, em chỉ mong cái ngày mà gọi là ngày cuối cùng của họ thôi, được chim sau được trở về bệnh của bán thôi. Đó là điều mà em mong muốn nhất thôi, muốn thấy nhất thôi, cũng như mọi khán giả em nghĩ có rất nhiều người cũng muốn được thấy ngày đó giống như em. Dạ. Thì sẵn đây thì em cũng trả lời với chị với là tất cả các bà con mà đang theo dõi chương trình, nhất là cái sự vụ của chim sâu và băng nhóm Vô Hà, là cái như là hiện bây giờ cái giai đoạn pháp lý thì đi tới đâu. Thực sự ra cái vấn đề mà đi đến pháp lý đó thì ở đây nó có một trong những cái thì cũng là thấy chỗ chị bán đó, chung là chị cũng không phải như là một người mà nó nhanh nhẹn như chúng ta, nên tất cả mọi vấn đề thì từ trước giờ em hỗ trợ từ xa, chứ còn mình trực tiếp để mà đi đến chỗ cái nơi này nơi nọ nơi kia đó thì đại đa số là chị bán là người đi, còn em là cái như là một trong những người tác động từ xa. Đó, ngoài đơn thư tất cả mọi cái thì em vẫn là tác động từ xa trong vấn đề này. Thì hiện bây giờ thì cái câu chuyện này thì quan điểm của em với một số cái như là anh chị em mà đang theo dõi vấn đề này và đang tham gia vấn đề này, hiện bây giờ vẫn đang đồng hành, vẫn đang kiểu như là chờ đợi chị bán sau khi là cái như là đứa con của chị là nó xuất viện ra đó, thì sẽ chờ chị bán để đến những cái nơi mà trước giờ chị gửi đơn để làm việc lại một lần nữa. À, đây là một trong những cái thì em cũng xin thông báo với tất cả các bà con đang theo dõi sự việc này với là chị. Thì quan điểm của em là cái như từ khi chị bán là cái như là người bỏ cuộc. Chứ còn quan điểm của em thì cái sự việc này em sẽ hỗ trợ tới cùng. Thì bên cạnh em thì hiện bây giờ cũng có rất nhiều anh em cũng đã cố gắng để mà hỗ trợ cái vấn đề này để mà sớm coi như là đưa cái sự vụ ra ánh sáng. Nhưng mình là người hỗ trợ thôi, còn vấn đề là quyết định cuối cùng vẫn là của chị bác. Cho nên là cái sự việc này thì em cũng mong rằng cái như là con của chị bác nó hết bệnh rồi, để chị tới những cái nơi mà chị đã từng đặt chân để mà làm việc lại một lần nữa và có một cái hướng tiếp theo. Đó là cái quan điểm của em, và trong câu chuyện này thì em cũng chia sẻ một khoảng cách nó nhỏ như vậy. Và em xin thay mặt tất cả các bà con đang theo dõi chương trình này, cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị cùng với gia đình của chị là luôn luôn chị dành khỏe chị nha. Cảm ơn anh, cũng như cảm ơn tất cả các khán giả đã cho mình chút thời gian để nói lên những cái cảm nghĩ của mình. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh. Chào khán giả. Okay.